Ok, xin chào mọi người đã quay lại với Vietnam Games Studio thì ở trong cái video này thì mình sẽ uh, share cho mấy bạn ba uh, cái ngách để cho mấy bạn làm với uh, YouTube ha thì ba cái ngách này rất là dễ thì cái đầu tiên á, thì mấy bạn bấm cho mình cái từ khóa là smr nè thì cái từ khóa của nó là SMR sleeping. Thì cái đây á là mình uh, xin giới thêm một tí là cái đây là một cái dạng content về âm thanh. Và khi mà người ta nè, bạn để ý nè. Khi mà khi mà người người ta làm những cái cái âm âm thanh để cho nó dễ ngủ đó thì mấy bạn có thể coi thêm nha tại vì mình không có nhấp vô để sợ cái bị cái bản quyền đó. Cho nên là để mình, mình để coi cái đây nè. Cái cái bạn này làm rất là nhiều cái 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 âm thanh uh, để cho dễ ngủ nè. Thì mấy bạn để ý cái title ha là A, A, ASMR cho những ai có một đêm giấc ngủ ngay bây giờ. Đó. Thì cái này nó rất là nó rất, rất là dễ, mấy bạn chỉ cần gõ tay hoặc là gõ thì vô một cái gì đó và quay cái màn hình lại thôi. Và mấy bạn sẽ làm nó khoảng là trong vòng uh, ví dụ như trong clip này thì mấy bạn sẽ làm khoảng là à, 3 giờ đồng hồ ha 3 giờ đồng hồ để người ta có cái độ dài để người ta làm một một cái một cái chuỗi để cho người ta ngủ thì nó rất là ok luôn và sau khi nào mà hết bây giờ thì người ta sẽ tắt ha mấy bạn ha rồi thì mấy bạn sẽ coi là cô bấm vô ha thì mình sẽ không mình sẽ coi cái uh, kênh này nó kiếm được bao nhiêu tiền nhé rồi cái kênh này nó kiếm được khoảng uh, khá là nhiều ha mấy bạn ha à, ngày 26 kiếm từ 159 cho tới 2,5 thì rất là đều những cái nếu mấy cái ngày này là hình như là mấy cái ngày livestream thì nó không có tiền á mấy bạn hiểu như vậy về livestream thì nó tắt luôn nó 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 không có lưu lại còn cái máy này like thì nó giữ lại thì nên người ta sẽ tính được là không đồng nè thì một tuần thì kiếm được khoảng 12 ngàn và một tháng thì tầm khoảng là năm à, cao nhất là 54 mươi ngàn thì mình nó tính trung bình thôi tính trung mình thì tôi còn là ba bốn ngàn thì nó rất là ổn ha rồi mấy bạn ghi vô nó lại là cái niche gọi là ASMR nha rất là ok luôn rồi, mình sẽ chia sẻ thêm cho mấy bạn một tí xíu về những cái từ khóa rank của nó nè. Chủ đề lifestyle và những cái thể tác nè mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy không? Đó, nó rất là ok luôn. Đó, những cái thể tác của cái kênh này. Còn không á, là mấy bạn sẽ bấm là ASMR Sound. Sound for sleep nè. Đây là một cái từ khóa. Và mấy bạn sẽ thấy những cái kênh nó làm tương tự nó rất là nhiều luôn đó mấy bạn sẽ thấy những cái cái kênh này nó 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 rất là 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 nhiều cái ý tưởng để mấy bạn làm thì mấy bạn nếu mà mấy bạn làm cái cái ngách này á thì mấy bạn nên đầu tư một tí xíu ha. Tại vì mỗi ngách nó có một cái đối tượng khách hàng riêng, đối tượng người xem riêng và những cái loại hình làm riêng. Và cái này theo như là mình nghĩ á, là mấy bạn sẽ không có cần phải show cái mặt đâu, mấy bạn chỉ cần show uh, hai cái tay thôi là được rồi là mình đã thấy nó đã ổn rồi ha mấy bạn ha thôi ok rồi mấy bạn lưu lại nha rồi tiếp theo nữa là reverse video mấy bạn gõ cho mình cái từ này ha rồi ok rồi mấy bạn sẽ thấy là những cái clip như thế này nè nó nó có tới 15 triệu view luôn và mấy bạn Uh, có thể làm short cũng được mà, mấy bạn có thể làm uh, mấy bạn có thể làm uh, gọi là long, long form cái dạng long form cũng được thì hiện tại thì để mình xem thử là sẽ có những cái video nào nó có reverse hay không, à đây nè đây nè, đây là một clip nè, reverse nè ok mấy bạn uh, để ý nè, cái này là những cái reverse uh, có nghĩa là nó quay ngược lại những cái video đó mấy bạn mấy bạn không cần phải làm nhiều hết mấy bạn chỉ cần uh, vẽ tranh hoặc là vẽ một cái gì đó như là như trong clip này mấy bạn thấy người ta vẽ rất là bình thường luôn và cái kênh này mấy bạn biết sao không là cái khi mà mình xem cái kênh Mr reverse này là lúc đó ảnh chỉ có khoảng uh, 4.000 subscribe thôi. Và bây giờ hiện tại là anh đã đứng top rồi. Cho, cho mấy bạn thấy là cái sự kiên trì của một người làm youtube nó rất là bền bỉ. Nào mấy bạn ha, thì mấy mình bấm vô coi thử để, để cho mấy bạn hiểu thêm để mấy bạn có cái động lực để cho mấy bạn làm nha 353 video thì mấy bạn làm tiêu cái thị thì phần một năm thì mấy bạn sẽ có 365 video mỗi ngày một video mình nghĩ nghĩ là nó rất là ổn và kênh này có khoảng 89 triệu view kênh này khoảng 3 khoảng 3 đô thì một thì uh, thì lấy khoảng uh, nhận khó quá thôi đã tính thì cái kiểu uh, cho nó thực tế một tí xíu để cho mấy bạn coi ha. Đó. Ok. Cái này có khoảng uh, rất là ít view. Nhưng mà mình nghĩ là uh, bạn nếu mà bạn theo một cái ngách này, thật ra em nói mấy bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền từ mentor sponsor quảng cáo rồi này kia hoặc là bán thiết bị camera quay phim rồi này kia, kia nào, nó mình nghĩ là nó nó rất rất là bình thường luôn kiểu như vậy và một ngày nữa ví dụ như mình, mình làm <laughs> mình làm hình như kênh này nó nó không nó không làm nữa ha ba tuần trước ba tuần trước uh, ok vẫn ổn đấy vẫn 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 làm được đấy thì mấy bạn uh, xem để mà học hỏi thêm mà mình nghĩ cái cái việc với nó dễ lắm tại vì nó nó lừa cái thị giác người dùng á cho nên là những ai mà coi thì mình nghĩ là nó cũng có một cái đối tượng khán giả riêng quan trọng là cái tên của mấy bạn nó sẽ rất là ổn luôn ok rồi đây là một kênh thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho mấy bạn ha rồi qua đến kênh thứ ba mình sẽ bấm cho trong đây là Riddle 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 Collection OK, Mà thấy không? Rồi, khỏi còn phải nói luôn vô trong cái vấn đề này luôn. Trong kênh này nó không nó nó không có thác kịch được. Riddle challenge đi. Riddle channel đi coi coi nó dễ Riddle là những cái câu hỏi đố nha mấy bạn Đó Ở giống như kiểu như thế này nè Chính Riddle only people Để mà test IQ á Đó thì mình sẽ kiếm cho mấy bạn là những cái kênh nào nó Thực sự thực sự là nó đang làm cái ngách này Thì mình sẽ ổn hơn Ví dụ như là à, Đường nào cái, cái trong clip này đường nào sẽ an toàn nè 70 những câu hỏi hóc búa sẽ cái dịp sẽ làm bạn khó nhận cái gì đó không không có không có cái okay. mình thì mình ok mấy bạn mình bị khen họng nên là mình bị... Nó hơi nói nhỏ một tí xíu nên mấy bạn thông cảm nha <laughs> đó, rồi bấm vô cái okay tiếng anh bối rối ha từ bối rối chơi. Không khỏi nào. rồi bài Channel đây đây là một cái kênh mình muốn giới thiệu cho mấy bạn đây to Go nó khá là đơn giản và mấy bạn cũng không không cần làm gì nhiều đâu mình sẽ bày cho mấy bạn uh, phần sau để mấy bạn uh, mấy bạn uh, lên ý tưởng để mấy bạn làm ha thì Riddle Channel để coi cái kênh này nó được bao nhiêu video 20 video thôi easy game luôn rất là dễ bạn và bạn bạn có thể rank lên khá là đơn giản kiểu như vậy original channel ok oh, có nó có hơi trục chặt một tí xíu Toán nó... mấy bữa nay mạng nó hơi bị... khùng Ok Rất là tuyệt vời ha Đây Kênh này nó rất là ít nhưng mà... mấy bạn coi nào mấy, Nếu như mấy bạn nhiều, mấy bạn làm nhiều, mấy bạn vẫn có tiền nha Ờ... À, một năm được 256 đô Kiểu như vậy Thì... Mình đang... Uh, nói cho mấy bạn... You uh, got lost in a strange land Mình... Uh, mình đang... Uh, nói uh, cho mấy bạn hiểu nó ví dụ như là cái 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 một cái video kiểu như này. bên là nè, đó, nó làm những câu hỏi bí ẩn chỉ có năm người thông minh nhất có thể nhận ra. Mấy bạn để người ta cách mà người ta đặt cái title rất là ghê. Và bạn hoàn toàn có thể làm được ha, kiểu như vậy. Rồi này Riddle channel nè, đó. Nó rất là ok luôn. Về cái đây là những cái content Người ta có thể coi đi coi lại Để tìm ra đáp án nha mọi người Thì nó rất là hay thì Mấy bạn uh, Vô trong cái New, uh, cái chat GPT á Thì mấy bạn bấm cho mình uh, Mình dùng uh, chat GPT Để lên ý tưởng ha Give me 20 riddle to make video on youtube and include in so yeah not really tại đây là những cái cái dạng uh, video gọi là những cái video uh, về IQ cho nên nó không cần nhất thiết nhiều về cái việc edit cho nên là ví dụ như ví dụ như là uh, mấy bạn đợi một xíu để cho nó chạy hết 20 rồi mình sẽ uh, giải mã cho mấy bạn thêm. thì ở trong video sau thì mình sẽ uh, setup uh, làm một cái video gọi là setup và một cái cách để mà full để làm ra một cái video không còn show mặt uh, như thế nào thì nó có rất là nhiều chủ đề ha thì mình uh, mong là mấy bạn sẽ đón xem có thể là một trong hai ngày nữa tại vì hiện tại mình cũng không có có bận Tại vì mình mình không có có rảnh lắm rồi bấm cái này ha để coi ví dụ đây Đó kiểu như vậy và nó cho mấy bạn đáp án luôn thì mấy bạn chỉ cần tạo một cái panel tạo một cái 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 panel ví dụ như trong google nhé mấy bạn vô trong google cho mình đi biết là có ai làm chưa để mình show cho mấy bạn coi cho nó dễ đó ví ví dụ mình mình, mình nói ví dụ nha ví, ví, dụ như bạn bạn làm một cái một cái 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 dòng test ở đây nè xong một cái phần mà đáp án á cái phần mà đáp án á mấy bạn bỏ vô cho mình cái này mấy bạn bỏ vô cho mình cái này một cái nụ hôn kiểu như vậy đó thì thì cái việc mà làm video nó chỉ có toàn là hình ảnh và test thôi thì các bạn hoàn toàn có thể làm một cái kênh uh, uh, một ngày một video để có thể làm ra những cái, cái 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 content để phục vụ cho khán giả của mình ha rồi ok rồi ok để mình vô trong cái coi cho mấy bạn tí xíu video đi để coi cái cách người ta làm đây rất là nhiều mấy bạn thấy không nó nó view rất là cao rất là cao luôn và đây là cái những cái video shot có thể chéo traffic về cho cái cơ mấy bạn ha cái này không biết tắt cái uh, Mấy bạn coi cái cách của người ta làm nha Và mấy bạn để ý nè Đó mấy bạn thấy không Mấy bạn thấy không Nitro là cái gì không biết nữa Nitro Cái kim <laughs> Khùng quá tôi cô đơn nhưng không nhưng tôi không thể thấy tôi là gì đó thì mấy bạn thấy không cái lượt bình luận của chúng ta rất là cao và cái việc mà người ta attraction cái cái việc mà hút hit mấy bạn sẽ làm quen những những cái thuật ngữ này để mình níu chân lại người xem cái video của mình đó. thì người ta cứ đợi cái đợi cái đáp án hoài á, người ta đợi hoài đợi hoài xong rồi cái mấy bạn thấy không có những cái người vô comment để coi đáp án rồi này kia nọ thì chứng tỏ là cái kênh của bạn đó nó có tương tác rất là cao luôn kiểu như vậy ha mấy bạn ha và kênh này có tới 777.000 lượt xem nè đó thì các bạn có thể làm tương tự một cái kênh như thế này ha đây ok mấy bạn ha à, kênh này không biết bao nhiêu tiền để coi sẵn coi tiền thì coi luôn à, cũng cũng ok đấy mấy bạn Ờ uh, cũng có tiền nhiều đấy. Đó, thì mấy bạn xem uh, xem qua để mà có cái động lực để mấy bạn làm ha. Ok mấy bạn, uh, chúc mấy bạn một ngày tốt lành nha.